Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích rất nhạy bén. Những người tuổi Kỷ Mùi là những người khéo léo trong giao tiếp và có khả năng trong việc thuyết phục người khác. Những người này tính tình thẳng thắn, hài hòa, cởi mở với những người xung quanh. Họ thường sống nội tâm, ít khi chia sẻ bí mật của mình cho những người khác, đặc biệt là những chuyện về tình cảm. Vừa thoát khỏi hại thái tuế trong năm 2020, bước sang năm 2021, tuổi Kỷ Mùi lại phạm phải xung thái tuế, khiến mọi thứ của con giáp dần trở nên khó khăn hơn, sự nghiệp không thuận lợi, dễ phạm thị phi và có hiện tượng bị xấu xé. Vậy trong năm 2021, vận trình của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Kỷ Mùi liệu có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp, có phải gặp những khó khăn hay trắc trở nào không? Và sức khỏe, tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem vận trình của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Kỷ Mùi trong năm 2021, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh vào năm 2021. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mùi phạm thái tuế, cuộc sống cho dù là sự nghiệp, tài vận hay tình cảm, khỏe mạnh đều có những bước không đặc biệt. Bước sang năm 2021, nam tuổi Kỷ Mùi đã 42 tuổi, do thất sát chiếu vào nên tài vận tổng thể sẽ có chiều hướng đi xuống. Vận trình công việc tiến triển không được suôn sẻ, vận trình học tập liên tục bị gác lại, mối quan hệ khó mà tiếp tục phát triển. Nam mệnh Kỷ Mùi nên lập kế hoạch chi tiết ngay từ đầu năm và chạy từng bước, xác suất lầm sai sẽ tương đối nhỏ. Đồng thời, trong năm nay, đừng vội vàng trước mọi việc, hãy giữ tâm lý đề phòng, thận trọng kẻo rủi ro xảy ra. Đừng quá tuyệt vọng khi gặp khó khăn, chỉ cần bạn có ý chí kiên định thì chắc chắn bạn có thể vượt qua hoạn nạn trong năm nay một cách an toàn. Năm 2021 cũng là một năm khó khăn đối với những người phụ nữ tuổi Mùi sinh năm 1979. Sự nghiệp của bạn phát triển rất khó khăn, dễ xảy ra cãi vã ở nơi làm việc, quan hệ với đồng nghiệp tương đối kém sẽ ảnh hưởng tới công việc. Trong khoảng thời gian này, nữ tuổi Mùi vẫn có nguy cơ hao tài tốn của, trong cuộc sống phát sinh thêm nhiều khoản chi tiêu bất ngờ, thường phải bảo vệ đồ đạc cá nhân để tránh gây mất mát quá nhiều. Ngoài ra, chú ý trong quan hệ tình cảm, nhất là đối với những người độc thân. Để có thể có mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới bản thân, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Kỷ Mùi sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới đây, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong Thủy Lộc Tài xin được chia sẻ chi tiết vận trình tử vi tuổi Kỷ Mùi qua tất cả các phương diện. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Mùi năm 2021 gặp vận hạn lớn. Nam mạng tuổi Kỷ Mùi trong năm 2021 có công việc tương đối nặng nhọc, hầu như ngày nào bạn cũng phải tăng ca, cuối tuần muốn nghỉ ngơi thoải mái nhưng đột nhiên lại phải đi công tác hoặc đi sự kiện. Bạn phải không ngừng nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian thì mới có thêm thời gian để nghỉ ngơi giải trí. Dù áp lực công việc quá cao nhưng cũng không nên xin nghỉ việc, bạn có thể xin chuyển vị trí công tác, nếu không áp lực sẽ càng lớn hơn nếu bạn muốn tìm việc mới. Ngoài ra, đừng tỏ ra đặc biệt tự cao trong công ty trong năm nay, phải thận trọng để tránh người khác ác cảm với bản thân. Còn vận trình sự nghiệp của nữ Kỷ Mùi sinh năm 1979 thì lại có thất sát nên trong công việc dễ mắc sai lầm, mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng tới công việc của bản thân mà còn gây họa cho đồng nghiệp khác. Trong trường hợp này, dễ gây ra sự bất mãn từ những người khác, không kiềm chế được cảm xúc, có thể nảy ra xung đột thân thể với đồng nghiệp.
Trong khoảng thời gian này, nữ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nên khiêm tốn, ít nói, phải nghiêm túc trong công việc. Nếu mắc lỗi thì nên xin lỗi thích đáng đồng nghiệp khác hoặc tự ăn tối riêng tư, đừng mở rộng mâu thuẫn kẻo thất bại. Nếu chuyện càng kéo dài thì nó sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. 2 năm phạm phải thái tuế liên tiếp khiến cho sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi đi xuống tuột dốc không phanh. Bản mệnh nên sửa đổi lại tính cách của mình, đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, hãy nhún nhường để phát triển. Ngoài ra, để có thể hóa giải thái tuế thì tuổi Kỷ Mùi hãy đeo thêm pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của Bát Bảo Tâm Kinh sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ cho bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình, sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Kỷ Mùi năm 2021. Thứ hai là về mặt tài lộc. Về mặt tài vận năm 2021 của nam tuổi Kỷ Mùi không quá tốt, bạn có thể rơi vào tình trạng túng thiếu tiền trầm trọng. Nếu công ty không thể hoạt động hoặc đời sống cơ bản khó đảm bảo, lúc này đừng ngại sĩ diện mà hãy chủ động tìm người để vay tiền. Bạn không được tin tưởng vào các ứng dụng cho vay tiền, bạn có thể rơi vào bẫy lừa đảo. Bạn có thể nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ trong trường hợp này. Đồng thời, cần kiềm chế ham muốn mua sắm mạnh mẽ. Đối với những thứ đắt tiền và không thực tế, bạn không được mua chúng một cách ngẫu nhiên. Bạn cũng cần phải cắt đứt những giao tiếp xã hội kém hiệu quả và không nên thường xuyên đi tiệc tùng với bạn bè, nếu không sẽ xảy ra hao tốn tiền của. Con đường tài lộc của nữ Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong năm 2021 rất kém. Trước hết, do những sai sót trong công việc, thu nhập của bạn sẽ giảm đi rất nhiều và bạn sẽ phải chịu những trách nhiệm bồi thường nhất định. Trong thời gian dài, tiền lương của bạn sẽ không thể đáp ứng đủ chi phí hàng ngày. Nếu muốn cải thiện tài vận thì cách tốt nhất là bạn nên làm việc chăm chỉ, không nên tập trung vào những việc vô bổ, không những lãng phí thời gian mà còn ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Công việc đầu tư và kinh doanh đều không ổn định do phạm phải thái tuế, cộng thêm tiền tài hao hụt do dịch bệnh. Mọi thứ về tiền bạc đều dần đi xuống, thậm chí còn dần mất trắng, tán ra bại sản. Để có thể kích tài lộc và tăng may mắn thì tuổi Kỷ Mùi hãy mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh và tăng cường vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ cho công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Thứ ba là về mặt tình cảm. Về phương diện tình cảm, nam giới sinh năm 1979 sẽ bị ảnh hưởng bởi sao thất sát trong năm 2021, cuộc sống vợ chồng sẽ gặp nhiều trắc trở khó khăn. Tình cảm giữa hai vợ chồng vô cùng lạnh nhạt, ít giao tiếp với nhau, không khí gia đình tương đối căng thẳng. Một khi có bất đồng về một vấn đề nào đó, bạn thậm chí sẽ không nghĩ đến việc giao tiếp, trao đổi mà sẽ mắng mỏ, cãi vã lẫn nhau, cuối cùng sẽ chỉ khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bạn phải kiềm chế tính khí bạo lực và đối xử thân thiện, hòa nhã với gia đình, bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra, bạn không được quá khoan dung hay nghiêm khắc, nếu không sẽ chỉ làm gia tăng khoảng cách giữa gia đình và bố mẹ. Do đó, cuộc sống gia đình chắc chắn sẽ đặc biệt bất hòa. Con đường tình duyên của nữ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cũng không có khá khẩm gì hơn. Con giáp sẽ có nhiều gập ghềnh vào năm 2021. Nữ độc thân tuổi Mùi sẽ gặp được vài người cầu hôn trong đời, nhưng đối phương không vừa ý, đừng để đối phương lừa gạt, đừng nói đến chuyện bên nhau vì điều kiện vật chất. Ở tuổi này, tuy vật chất quan trọng, nhưng tính cách còn quan trọng hơn, nên phải đặc biệt chú ý tới điều này. Sẽ có sự khác biệt lớn giữa người phụ nữ đã kết hôn tuổi Mùi và người bạn đời của cô ấy trong việc giáo dục con cái. Nếu bạn ở trong tình trạng này, mối quan hệ hôn nhân của bạn rất dễ tan vỡ. Thay vì tranh cãi, bạn cũng nên ngồi xuống và thảo luận kỹ lưỡng, đừng biến mâu thuẫn nhỏ trở thành tình huống không thể cứu vãn được. Trong năm 2021, có thể thấy mặt tình cảm của bản mệnh không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn, cho dù bạn là người độc thân hay người đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên, thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng trong năm 2021, bản mệnh sẽ thoát được kiếp độc thân, sớm tìm được nửa kia của mình. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ bị ảnh hưởng bởi các sao hạn trong năm 2021 và sẽ thường xuyên ốm đau. Bạn phải luôn giữ tâm thế vui vẻ, lạc quan hơn và biết cách giữ gìn sức khỏe. Bạn có thể xem thêm các chương trình, sách báo giữ gìn sức khỏe, nếu không sao, cẩn thận điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt đều đặn.
Tuổi Kỷ Mùi thường thích ra ngoài vui chơi, du lịch hay khám phá mọi nơi. Bạn nên chú ý, có thể sẽ gặp một số tai nạn trong những lần đi chơi này, bởi rất có thể sẽ xảy ra trường hợp xấu nhất. Vậy nên cố gắng không tham gia các hoạt động nguy hiểm trong năm nay. Đặc biệt là với nam tuổi Kỷ Mùi, có thói quen xấu là hút thuốc và uống rượu, tốt nhất là nên bỏ, vì nó cũng có thể gây ra những tình trạng sức khỏe vô cùng khó khăn. Đối với người tuổi Mùi, đặc biệt chú ý an toàn giao thông khi lái xe, không tùy tiện vi phạm quy định giao thông, chứ đừng nói là uống rượu rồi lái xe. Trong năm 2021, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân hơn nữa. Đừng quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân hợi mão mùi. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp cho các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tay tam hợp bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa hộ mệnh và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.